Đoạn tình từ Hy Lover of The Last Empress là bộ phim kể về từ Hy Thái Hậu. Từ một cô gái ngây thơ xinh đẹp, từ Hy đã sử dụng đến nhiều thủ đoạn khác nhau nơi hậu cung, đặc biệt là các cách ái ân để quyến rũ vua, để rồi dần dần nâng tầm được quyền lực của mình, sau cùng là trở thành một trong những thái hậu nổi tiếng đầy tham vọng và tàn ác. Phim có nhiều cảnh quay người lớn nóng bỏng. Họ gì? Dạ nô tài họ quá. Đâu chừng sẽ bị té rơi xuống đáy giếng. Bây giờ lại đau bụng nữa. Thế nào cũng phải ráng chịu đựng. Dẫn ra ngoài. Dạ, đi tắm rửa đi. Dạ. À, chết rồi. Thì không khác gì người chết đâu. Thì có chuyện gì mà đáng mắc cỡ nữa. Đây là một ly pha lê ở nước Ba Tư. Uống hết cái rượu ở trong đó. Này, không được tiếp xúc nữ sắc. Chỉ được ăn chay mà thôi. Chỉ quý phi thì nhờ có đứa con lớn của Bắc Kinh rồi. Như vậy thì bọn ngoại quốc, bọn họ muốn làm cái gì cũng được hay sao? Tưởng được đâu. Rất tiếc, thân dương trấn thủ ở kinh thành. Hoàng hậu thì trẫm ở suối già cũng không tha cho hắn đâu. Được. Rất oanh liệt. Đã ăn bài vô số tay cung tiễn chờ đợi bọn sát thủ đó. Người sẽ chết nha. Đi. Càng không có ai kiếm được nó.